Nữ quái bị bắt sau một ngày trộm máy tính ở trung tâm thương mại. Công an quận Long Biên mới bắt giữ đối tượng Lê Thu Thảo, sinh năm 1998, trú tại Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tối ngày 23 tháng 5, chị Hát, sinh năm 1997, trú tại Đống Đa, Hà Nội, đến trung tâm thương mại Aeon Mall Long Biên mua sắm. Khi chị Hát đang thanh toán tại quầy thu ngân thì bị kẻ gian lấy trộm xe đẩy, chở hàng bên trên có túi sách đựng một máy tính xách tay MacBook Air và một số giấy tờ tùy thân. Chị Hát đến công an phường Long Biên trình báo sự việc. Ngày 24 tháng 5, qua hệ thống định vị, chị Hát phát hiện máy tính xách tay đang ở khu vực phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội nên đã báo công an phường Long Biên và đội cảnh sát hình sự công an quận Long Biên đến kiểm tra, xác minh. Tại cửa hàng máy tính trên phố Thái Hà, công an phát hiện đối tượng Lê Thu Thảo đang bán chiếc máy tính xách tay của chị Hát nên đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng Thảo khai nhận hành vi trộm cắp của mình. Công an quận Long Biên đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.